Màn rước dâu bằng xe nâng cao quá mái nhà khiến dân mạng thót tim. Theo bức ảnh ghi lại, bệ đỡ hàng trở thành chiếc ghế đặc biệt cho cô dâu và chú rể ngồi, xung quanh ghế được trang trí bằng bóng bay và nơ cầu kỳ. Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện bức ảnh ghi lại màn rước dâu vô cùng lạ của cặp đôi được cho là ở Nghệ An. Không phải đón dâu bằng dàn siêu xe, xe đạp, xe đầu kéo hay xe tải mà cặp đôi đã sử dụng xe nâng chuyên dụng bốc hàng trong nhà máy để rước dâu. Theo đó, bệ đỡ hàng trở thành chiếc ghế đặc biệt cho cô dâu và chú rể ngồi. Xung quanh chiếc ghế được trang trí bằng bóng bay và nơ cầu kỳ. Theo hình ảnh, chiếc xe nâng đã nâng cặp đôi lên khá cao, vượt qua đường dây điện và cao hơn cả mái nhà của người dân trong xóm. Ngay sau khi bức ảnh ghi lại màn rước dâu vô cùng lạ và độc đáo này được đăng tải trên diễn đàn, hơn 8 triệu thành viên đã nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của cư dân mạng. Sau đó, bức ảnh về lễ rước dâu này nhanh chóng được sao chép và đăng tải lại trên nhiều diễn đàn lớn. Báo chí đã đưa tin, theo nhiều cư dân mạng, sự sáng tạo của cặp đôi bị nhận xét là vượt quá giới hạn cho phép, gây nguy hiểm cho chính bản thân cô dâu chú rể trong ngày cưới. Có không ít trường hợp từng gặp tai nạn khi ngồi trên xe nâng hàng. Anh Lê Cường, người đã chụp lại khoảnh khắc trên cho biết, ngày 8 tháng 2, anh đi ngang địa bàn xã Yên Thành, Nghệ An thì tình cờ nhìn thấy cảnh tượng trên. Cảm thấy quá lạ lùng, anh Cường quyết định dùng điện thoại ghi lại vài kiểu ảnh rồi đem khoe lên mạng. Anh cũng chưa từng thấy ai rước dâu bằng xe nâng bao giờ. Rước dâu kiểu này nguy hiểm quá, nếu chẳng may phải đi vào đoạn đường gồ ghề thì xe nâng này hỏng ngay. Ai cũng biết, xe nâng là loại xe dùng cầu cứng nên đi vào đường gồ ghề là dễ gặp vấn đề lắm. Lúc đó, cô dâu chú rể muốn xuống để thoát thân cũng không kịp, Hoàng Văn Tâm toát mồ hôi khi xem ảnh. Xe nâng này chẳng may tuột xích thì nguy hiểm khôn lường. Ở công ty mình cũng đã nâng cao lên như vậy rồi, không may tuột xích, người ngồi trên bị gãy hết xương chân đó, không thể khuyến khích cho việc này được nhé. Nguyên tắc khi nâng xe hàng là người không được đứng gần xe hàng, kiểu như này là vi phạm quy tắc an toàn khi sử dụng thiết bị nâng rồi. Hai nhân vật chính trong đám cưới này là Minh Trung 34 tuổi và Thanh Hà 21 tuổi, cả hai cùng quê Phú Thành, Yên Thành, Nghệ An. Nguyễn Lộc, một người em họ của chú rể cho biết, đôi uyên ương tỏ ra khá bất ngờ khi hôn lễ được nhiều người quan tâm. Chiếc xe hoa là loại xe nâng mượn của bạn bè ở quê, do muốn gây ấn tượng trong ngày vui nên chú rể đã quyết định sử dụng và trang trí nó như vậy. Cô dâu chú rể khá buồn khi màn rước dâu nhận được nhiều ý kiến trái chiều. Đây chỉ là ý tưởng của Trung để tạo sự bất ngờ cho vợ. Hoài Dương, bạn của hai nhân vật chính tâm sự, cô thấy hôn lễ này rất đặc biệt. Ngoài ý tưởng đón dâu độc đáo, cô chưa từng chứng kiến đám cưới nào vui vẻ và gần gũi đến như vậy. Cô dâu chú rể cùng di chuyển bằng xe nâng, dọc đường đi, cả đoàn vẫy chào hàng xóm, ai cũng tỏ ra hứng thú chúc phúc cho họ. Hiện tại, bức ảnh vẫn đang là tâm điểm bàn luận của cư dân mạng.